Xin chào tất cả anh em đồng bốn thân thương, là theo dõi cảm sâu. Chúng ta lại gặp nhau trong series Giờ Ra Sao, và ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để nói về đội hình của tuyển Việt Nam tham dự U20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2017. Đó là một giải đấu mà chúng ta đã gây chấn động và lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có mặt ở một sân chơi bóng đá mang tầm cỡ thế giới. Nhưng dù chỉ là một sân chơi trẻ thôi, nhưng đó là những niềm hy vọng và là những gương mặt vàng cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Và ngày hôm nay sau 4 năm, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những chàng trai vàng của Việt Nam đi sang Hàn Quốc năm đó. Giờ ra sao nha. Thủ môn Bùi Tiến Dũng không những là một trong những thủ môn xuất sắc với những pha cứu thua thần kỳ đã làm nức lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà. Bùi Tiến Dũng còn là một ngôi sao của showbiz thực thụ với không ít lần xuất hiện trên truyền hình và thể hiện tài năng của mình trước ống kính. Sau khi đại diện Việt Nam tham gia giải đấu lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U20, thủ thành sinh năm 97 tiếp tục thể hiện tài năng của mình và nghiêm nhiên có vị trí bắt chính ở giải U23 châu Á được tổ chức sau đó một năm. Ở giải đấu lớn nhất châu lục đó, Bùi Tiến Dũng bắt chính tất cả các trận đấu và đưa Việt Nam tiến vào trận chung kết. Tiếp đó thành công tại U23 châu Á là một suất đại diện Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 2018. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm sau ASEAN, thủ thành thu biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu xuống sức và dần bị sao lãng bởi danh vọng và sự nổi tiếng của ống kính truyền hình. Không ít lần người hâm mộ bóng đá thành phố chứng kiến những sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn người Thanh Hóa dẫn đến những trận thua đáng tiếc của đội nhà. Hiện tại, Tiến Dũng chỉ đang là phương án dự bị cho người đồng đội Thanh Thắng đang thi đấu khá vào form. Hậu vệ trái, Đoàn Văn Hậu gây được sự chú ý vô cùng mạnh mẽ với chiều cao vô cùng vượt trội, kéo theo đó là khả năng không chiến thượng thừa. Văn Hậu đã chứng minh cho toàn bộ người hâm mộ bóng đá nước nhà thấy rằng anh sẽ là ngôi sao sáng trong một tương lai không xa. Tỏa sáng rực rỡ tại giải U19 Đông Nam Á năm 2016 và duy trì phong độ đỏ cho tới giải U19 châu Á sau đó không lâu. Thậm chí, cựu trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội còn được chọn là một trong 8 cái tên đáng xem nhất giải đấu U19 lớn nhất châu lục. Chính vì thế, tấm vé dự vòng chung kết World Cup U20 là hoàn toàn xứng đáng với cá nhân Văn Hậu. Dù đội tuyển Việt Nam không thể tiến xa, nhưng cá nhân trung vệ sinh năm 99 đã thu hút được vô số chú ý từ giới truyền thông và được Fox Sports bầu chọn là một trong 11 cái tên người châu Á đáng xem nhất giải đấu U20 lớn nhất là tốt cầu. Sau khi gây được tiếng vang lớn, Đoàn Văn Hậu vẫn giữ cho đôi chân của mình trên mặt đất và chơi ổn định trong mùa ảo câu lạc bộ. Tháng 9 năm 2019, Văn Hậu chính thức được ra mắt tại một câu lạc bộ châu Âu, đó là Heerenveen của Hà Lan. Tuy nhiên, trước trình độ chơi bóng quá vượt trội của những cầu thủ tại châu Âu, Văn Hậu đã phải làm bạn với cái dự bị và được trả về câu lạc bộ Hà Nội một năm sau đó. Trung vệ Trần Đình Trọng. Người đồng đội cũng là đối tác vô cùng ăn ý với Văn Hậu ở hàng hậu vệ. Đình Trọng cũng có những bước phát triển nổi bật của mình. Dù bỏ lỡ cơ hội cùng U19 Việt Nam tham dự các giải đấu Đông Nam Á hay lớn hơn là châu Á do phải phẫu thuật ruột thừa, nhưng Đình Trọng vẫn có một suất tham dự vào chung kết World Cup U20. Tuy nhiên, cựu trung vệ của Công an Nhân dân chỉ thi đấu vỏn vẹn có 2 trận do dính phải một thẻ đỏ trong trận gặp Pháp. Năm 2018, Đình Trọng cùng với tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup và được báo thể thao Việt Nam bầu chọn là top 10 vận động viên tiêu biểu của năm. Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh của Đình Trọng khi mà vào những lúc người hâm mộ tưởng anh sẽ duy trì phong độ ấn tượng và trở thành đầu tàu của câu lạc bộ thủ đô, nay đã đổi tên thành câu lạc bộ Sài Gòn. Nhưng rốt cuộc, anh đã thường xuyên phải làm bạn với giường bệnh. Hiện tại, Đình Trọng vẫn đang thi đấu tương đối ổn định và đồng thời cũng đang có một cuộc sống rất hạnh phúc với cô bạn gái đã quen được hơn 7 năm. Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh. Được mệnh danh là trung vệ thép có gương mặt trẻ thơ, Tấn Sinh chính là một trong những sản phẩm lò đào tạo chất lượng nhất của bóng đá Quảng Nam trong nhiều năm trở lại đây. Dù gặp không ít trắc trở ban đầu khi gia đình không ủng hộ theo con đường chơi bóng chuyên nghiệp, nhờ vào ý chí kiên cường của mình, Tấn Sinh đã vượt qua tất cả và đại diện cho U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U19 châu Á trước khi chính thức cùng với U20 quốc gia tạo nên lịch sử. Gắn liền với vùng đất Quảng Nam kể từ lần đầu chơi bóng chuyên nghiệp, Tấn Sinh đã ngay lập tức có được chiếc vô địch quốc gia đầu tiên từ năm 2017. Nhưng như thế là chưa đủ để nói lên trình độ của Tấn Sinh và khẳng định anh sẽ là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam trong tương lai sắp tới. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những màn trình diễn gần đây của trung vệ sinh năm 98, người hâm mộ cho đến thời điểm hiện tại có thể tin là mình đã đặt niềm tin vào đúng người. Hậu vệ phải, Hồ Tấn Tài. Được mệnh danh là báu vật của bóng đá Bình Định, bởi vì khi câu lạc bộ gặp khó khăn vào giai đoạn 2014 đến 2017 do không tìm được nguồn tài trợ đủ vững mạnh để có thể duy trì, đội bóng đã phải sống dựa vào nguồn ngân sách ít ỏi của tỉnh nhằm có tên ở giải hạng nhì. Và lúc đó, nhờ những màn trình diễn xuất sắc của Hồ Tấn Tài, Bình Định vẫn bám trụ ở giải hạng nhì. Và cá nhân Tấn Tài được gọi lên tuyển U19 Việt Nam và thi đấu không thiếu một trận nào giai đoạn 26-27. Chiến tích giành vé dự vòng chung kết World Cup U20 cũng có dấu ấn không nhỏ của cựu hậu vệ câu lạc bộ Bình Dương. Sau kỳ World Cup U20 năm đó, Tấn Tài được không ít các đội bóng săn đón và anh đã chọn Bình Dương vào năm 2018 để thỏa mãn giấc mơ V-League.
Dù chỉ thi đấu theo nhà chơi mượn, nhưng Tấn Tài đã có 3 mùa giải đáng nhớ tại sân chơi cao nhất nước nhà. Với tinh thần máu lửa cùng với nghị lực đáng ngưỡng mộ, Tấn Tài luôn là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tiền vệ cánh trái Hồ Minh Dĩ là một trong những sản phẩm sáng giá của lò đào tạo PVF. Minh Dĩ có tốc độ và kỹ thuật khéo léo, bù cho một chiều cao tương đối khiêm tốn. Chính vì thế, Minh Dĩ luôn được những người đồng đội đặt cho mình cái tên là chú lùng tài năng. Năm 2018, anh là thành viên trong chiến thắng trước U18 Lazio. Năm 2017, có thể gọi là khoảng thời gian bước ngoặt của Minh Dĩ khi anh có lần đầu tiên đại diện nước nhà tham dự một giải đấu lớn như vòng chung kết World Cup U20, mà anh còn lần đầu được mời lên đội 1 thi đấu cho Hà Nội và có được 2 pha lập công trong 8 trận. Phía trước Minh Dĩ là một chặng đường rất dài để khẳng định tên tuổi của mình ở giải đấu lớn nhất đất nước hình chữ S, bởi vì anh xuất phát chậm hơn so với những Nguyên Chương hay Mạnh Cường. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cực kỳ đáng khâm phục, rất có thể cái tên Minh Dĩ sẽ còn được nhắc tới thường xuyên nữa trong tương lai. Tiền vệ trung tâm Tống Anh Tỷ không quá nổi bật so với những người đồng đội, khi anh Tỷ cho thấy mình luôn làm tròn vai và thực hiện tốt nhiệm vụ mà huấn luyện viên đề ra. Nhưng tiền vệ sinh năm 97 lại chưa cho người hâm mộ thấy được lý do vì sao anh xứng đáng là một ngôi sao, một đầu tàu lịch sử trung tâm hàng tiền vệ. Lên thi đấu cho đội một năm sau khi cùng đội tuyển U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết World Cup, hiện tại tiền vệ sinh năm 97 chưa có nhiều cơ hội ra sân. Thành tích của anh Tỷ ở năm 2020 chỉ là một bàn thắng trong 23 trận. Mong rằng Tống Anh Tỷ sẽ sớm trở thành ngôi sao thực thụ của bóng đá nước nhà, cùng với những người đồng đội còn lại đem về những chiến tích vinh quang cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Tiền vệ trung tâm Phan Thanh Hậu, một trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo Hòa Anh Gia Lai, đã nhanh chóng thể hiện được mình khi tỏa sáng vào năm 2014 ở giải U19 châu Á năm 2018. Thanh Hậu thời điểm đó còn lọt vào danh sách top 4 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới do The Guardian bình chọn. Nếu như anh có cơ hội được thi đấu quốc tế nhiều hơn như đồng đội Đoàn Văn Hậu, có lẽ Thanh Hậu sẽ không dừng ở con số 40. Sau khi tham gia vào chung kết World Cup U20, Phan Thanh Hậu tiếp tục gắn bó cùng với đội bóng Phố Núi, nhưng do phải thường xuyên thi đấu trái sở trường, cùng với đó là áp lực vô hình về kỳ vọng to lớn của người hâm mộ do thành tích đáng tự hào mà tờ Guardian dành tặng. Tiền vệ sinh năm 97 giờ đã mất phong độ của mình và luôn thi đấu dưới sức. Hậu quả là Thanh Hậu bị đem sang câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021 dưới hình thức cho mượn đến hết mùa. Ở đội bóng mới, có vẻ như việc hòa nhập cũng là tương đối khó khăn. Hậu quả là vẫn chưa có bất kỳ cơ hội nào được dành cho Văn Hậu. Được mệnh danh là sự kết hợp của Tuấn Anh và Xuân Trường, mong là chúng ta có thể thấy một pha Thanh Hậu toàn diện hơn trong tương lai. Tiền vệ cánh phải Dương Văn Hào được mọi người chú ý đến không phải từ thành tích sân cỏ nổi bật, mà là từ chấn thương kinh hoàng ở ngày 4 tháng 5 năm 2018 sau pha vào bóng nguy hiểm của Huỳnh Tấn Tài bên phía Long An. Tất cả mọi người đều sốc nặng trước cái cổ chân biến dạng của Văn Hào và gương mặt đau đớn của anh. Rất may là cuộc phẫu thuật sau đó diễn ra thuận lợi và cái chân trái của anh gắn thêm 6 chiếc đinh. Tuy nhiên, 2 năm sau, Dương Văn Hào trở lại mạnh mẽ trong mùa áo Viettel và chứng minh cho cả nước Thái được tinh thần vươn lên cùng với tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá. Phút 81 trên sân Hàng Đẩy, ngày 15 tháng 3 năm 2020, Viettel đã bị Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước 2-0. Trương Việt Hoàng đã tất tay đưa Văn Hào vào sân và anh đã làm điều mà hơn 80 phút trước đó những người đồng đội của anh không thể nào làm được, đó là giúp đội bóng ghi bàn và ngược dòng thắng 3-2. Nếu như không có sự lơ là của hàng phòng ngự, 3 điểm đã nằm chắc trong tay của đội bóng áo đỏ. Tiền vệ tấn công Nguyễn Quang Hải, đây chính là cái tên nổi bật nhất trong danh sách chúng ta ngày hôm nay. Quang Hải luôn được người hâm mộ biết đến là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam và luôn chơi kỹ thuật cùng với cái chân trái cực kỳ ngoan. Tuy nhiên, vòng chung kết U20 World Cup thực sự không phải là một giải đấu thành công của cá nhân Quang Hải, khi anh luôn phải đối mặt với những hàng thủ thuộc hàng top đầu thế giới. Nhưng khoảng thời gian một năm sau đó, tức năm 2018, Quang Hải đã khiến cho cả Việt Nam phải nhắc đến tên mình khi giành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Tiếp đà hưng phấn, Quang Hải thi đấu vô cùng xuất sắc trong mùa áo tuyển quốc gia, trực tiếp đưa Việt Nam đến với huy chương vàng SEA Games và ẵm luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019. Hiện tại, Quang Hải đã có cho mình những mùa giải tương đối ổn định trong mùa áo câu lạc bộ Hà Nội và không ít người hâm mộ tin rằng anh sẽ là đầu tàu, là linh hồn trong lối chơi đội tuyển Việt Nam trong tương lai không xa. Tiền đạo Hà Đức Chinh. Đức Chinh từ lâu luôn là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam ở một môi trường mà hầu như câu lạc bộ nào cũng đều sử dụng tiền đạo ngoại. Hay nói cách khác, anh chính là báu vật của bóng đá nước nhà. Sau khi trải qua một kỳ World Cup thi đấu dưới sức, Hà Đức Chinh đã phải nhanh chóng tìm lại phong độ săn bàn vốn có để có thể cạnh tranh một suất dự AFF Cup, và anh đã làm được, thậm chí còn đưa đội tuyển Việt Nam vô địch giải đấu năm đó. Chiến huy chương vàng SEA Games 2019 cũng mang dấu ấn không hề nhỏ của tiền đạo đang chơi cho Đà Nẵng. Dù không ít lần bị công khai chỉ trích trên truyền thông vì thường xuyên thi đấu dưới sức, nhưng cho đến hiện tại, Hà Đức Chinh đang có một phong độ làm bàn vô cùng ổn định ở mùa giải mới trong mùa áo Đà Nẵng.
Chính những điều đó đã khiến Trinh luôn có được suất giữa các giải đấu quốc tế của huấn luyện viên Paul Hanso. Những gì anh cần làm vào lúc này là chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin của ban huấn luyện đã dành cho anh. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Sau khi gia từ sự nghiệp cầu thủ, Hoàng Anh Tuấn quay trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Khatako Khánh Hòa trước khi thử sức với câu lạc bộ xi măng Vissel Hải Phòng. Trước khi vẽ ra trang sử vẻ vang cho bóng đá nước nhà trong giai đoạn 4 năm mà ông cầm quân từ năm 2015 đến 2019. Trong giới huấn luyện, không ai là không biết đến trình độ cũng như đẳng cấp của chiến lược gia sinh năm 1968. Ông chỉ là người Việt Nam duy nhất được bầu chọn bởi Liên đoàn bóng đá Đức để tham gia khóa huấn luyện hạng A vào năm 2009. Thêm vào đó, kỹ năng ngoại ngữ vô cùng xuất sắc của mình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã không ngần ngại kêu gọi ông với vai trò trợ lý huấn luyện viên hay xa hơn là những mục đích ngoại giao. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua đội hình của tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017. Mặc dù những màn non của chúng ta vẫn chưa thể tiến sâu ở giải đấu quá độ khốc liệt đó và cực kỳ chênh lệch về mặt trình độ, nhưng những người yêu bóng đá Việt Nam vẫn có quyền tự hào và hy vọng bóng đá nước nhà sẽ có những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai. Nếu các bạn còn có bất kỳ ý tưởng nào muốn chia sẻ với Cảm, đừng ngần ngại để lại một comment bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.